Thưa quý vị, đối với chị em phụ nữ, nội tiết tố nữ được ví như nhựa sống, là hormone kỳ diệu giúp duy trì sự tươi trẻ, nét đẹp vốn có đặc trưng của phái đẹp. Đi là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp, sinh lý nữ được sản xuất bởi tập đoàn Shiratori có lịch sử phát triển hơn 104 năm tại Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại siêu phân tử nano, chiết xuất hàm lượng cao nhất được Bộ Y tế Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sản xuất và lưu hành. Viên uống Perfect Lady được chiết xuất từ Puroria Mirifica, hay còn gọi là sâm tố nữ tươi nguyên chất, một loại thực phẩm bí truyền được các dân tộc thiểu số người Hơ Mông và người Keren sử dụng như một dược liệu quý giúp hồi xuân từ xa xưa. Nguồn nguyên liệu sâm tố nữ này được tập đoàn Shiratori hợp tác nghiên cứu phát triển cùng trường đại học Chulalongkorn tại Thái Lan. Với công dụng nổi bật giúp cân bằng, bổ sung nội tiết cho phái nữ, nội tiết tố liên quan rất mật thiết đến cơ thể người phụ nữ. Nếu cơ thể thiếu hụt nội tiết, không bổ sung kịp thời, sẽ dễ dẫn đến tình trạng mãn kinh sớm. Bằng cách bổ sung nội tiết sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mãn kinh, tiền mãn kinh của chị em. Tình trạng lão hóa như da đốm nâu, sạch nám, tàn nhang sẽ được cải thiện rõ rệt, giúp tăng cường độ đàn hồi, độ ẩm cho da, giúp da bóng mượt, mịn màng hơn. Ngoài ra, viên uống còn chứa những thành phần làm đẹp như DNA và RNA, chất xuất từ tinh hoàn cá hồi, một hợp chất axit nucleic, thành phần giàu chất dinh dưỡng protein, vitamin và các axit béo omega, giúp giảm hiện tượng tóc bạc sớm, giảm rụng tóc, thừa tóc, đau khớp và cải thiện vòng một căng đầy, tăng khả năng ham muốn. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa vitamin E, được biết là một chất chống oxy hóa mạnh, nên có thể nói Perfect Lady là thực phẩm bổ sung nội tiết giúp làm đẹp và chống lão hóa không thể thiếu cho phái đẹp thời hiện đại. Khi sử dụng liệu trình Perfect Lady thì mình mới uống được có 2 lọ, bắt đầu sang lọ thứ 3 thì mình có đi khám lại thì bác sĩ lại báo cho mình tin rất vui là trứng cá của mình đã hết này, kinh nguyệt của mình thì lại đều, không bị rối loạn nữa. Nhờ điều trị ở viện và kết hợp với thêm nội tiết tố, mình lại có thêm em bé thứ 2. Sau 5 năm mình cũng đi điều trị hiếm muộn. Thành phần của sản phẩm Perfect Lady này thì thành phần chính là sâm tố nữ. Ngoài cái thành phần sâm tố nữ còn các cái vitamin E, vitamin D, vitamin C và cái chiết xuất tinh hoàn cá hồi, chiết xuất nấm men bia. Và cái công dụng của cái sản phẩm này thì như ta biết ấy, là tăng cường cái đời sống người phụ nữ, kéo dài cái tuổi thanh xuân người phụ nữ, tức là mãn dục người nữ, và cái làm cho da nó tươi tắn hơn. Bởi vì là chúng ta biết ấy, khi mà dùng các cái sản phẩm estrogen ngoại sinh và những cái sản phẩm nên gọi tương tự estrogen này thì các cái tuyến ở da nó cũng sẽ tăng tiết hoạt động để cho da nó mát mịn hơn, da và tóc, cái mồ hôi của trên tuyến tóc nó cũng tiết ra thì nó cũng làm cho da mịn ra, đặc biệt như là khô âm đạo thì làm giảm khô âm đạo, giảm mãn dục nữ, và các cái hệ xương khớp, đặc biệt là xương, chống loãng xương, hệ tim mạch cũng rất là tốt. Rất là tóm lại sản phẩm bổ sung thêm estrogen ngoại sinh rất là tốt cho đời sống người phụ nữ. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên ngày càng được nhiều chị em lựa chọn để cân bằng nội tiết tố nữ. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu nhất, người dùng cần áp dụng chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.